Rồi, tiếp theo cái video phần kỹ thuật vừa gọi thì mình sẽ tiếp tục mình chào bán những cái cây linh sam 86 nha anh chị em mình. Thì hôm nay là 21 tháng 6 thì nó có những cây bắt đầu từ số 114. 114 trở lên ha. Tức là số 114. Mình quay từ cây cho bà con và anh chị mình cái dòng linh sam 86 gen này và những vấn đề xoay quanh về giống linh sam 86 là em đã nói trong những video trước. Thì hôm nay là mình đánh cái mã số và báo giá bao ship trên toàn quốc cho anh chị em mình, rồi mình vô vấn đề luôn đó, cho nó nhanh ha. Thì hết cái lô này là mình sẽ chuyển qua cái dòng mai chiếu hỷ lá tung đế nha bà con mình, dạng như đổi cây ha, tại vì quay hôm nay cũng 3 ngày cái dòng này rồi, số anh em mình đã lựa cũng đã lựa rồi đó, cho nên là em sẽ chuyển qua cái dòng khác đó. Và anh chị em mình mà nếu mà có thể lựa 86 thì coi cái phần video tải lên vào những ngày trước ha, em Vũ cũng có đăng nhiều lắm, xíu nữa mình có thời gian mình sẽ nghía qua cho bà con mà mình coi luôn. Số 114 400.000, 113 400.000 ha. Cái cây này là cây dáng có duyên nè, nữa sữa dài ra vậy nè. Thì cái cây á, là thường thường người ta là sửa theo cái tam giác lệch anh chị em mình. Ví dụ như cây này 114 này 400.000 thì sau này nó sẽ em lấy cái cây này xuống cho nó dễ coi ha. Tam giác lệch. Đó. Đây. Và cái này là định hình rồi, từ những cái cành này bắt đầu mới phân bố ra tiếp nha. Đó. Còn cây này là nó có cây tử hay là cái nhánh dưới thôi, nó giống hệt như cái cây kia, để em cho bà con mình coi. Cây số 115 nè, 500.000. Đây. Y gan như cái cây này luôn. Giống lắm. Nhưng mà cái này làm cây tử anh chị em mình. Nè. Ha, nó có cây tử dưới ha. Là hình tam giác. Tam giác không đều nha, tam giác đều nó khác. Đi học hình học mà nói tam giác đều với tam giác lệch mà không biết thì em bó tay ha. Đó là cây 115. Cái cây 116 là 600.000. Cái cây này đàn đa. Dáng thì bà con mình tham khảo thôi chứ không có biết sao nói chính xác được, mỗi người mỗi kêu tên. Cây này 86 gen mà mới lớn gì. Những cái cây này là giờ mình tưới phân phân dơi vô là nó xanh lè xanh lét thôi. Hôm nay mình ngân phân á. 117 600.000. Dáng này là hai thân ha. Thì bây giờ nó hai thân thì nói hai thân chứ còn nói dáng nhiều quá chắc gì đúng nữa. Ví dụ như giờ tiều phu quay tử hay gì đó thì nó sao mà giống được cái tông sách. Đây hai thân nha. Hai thân dính liền. Thấy không? Tông tông kiện thế thì người ta nói gì dính liền thì anh em ruột thịt nói lần cho vui để dễ bán thôi chứ em thì dùng hai thân xong. Đây cái này nó cũng một dạng như thực lắc 118. Chứ bây giờ cái cây đa số ít khi nào có cây thực pin lắm mà con mình, thật thẳng thật quân tử á, không ít lắm. Ở đây không có. Cây số 119 600.000. Cây này là cây này nếu mà nói về kiện thế thì nó có cây tử đây, mà tử này tử dính liền luôn nè. Mẹ dạy con tay ha. Nhưng mà nó biến thể ở bonsai rồi con mình, cho nên là đây là cây tử thôi, đơn giản là cây tử. Nếu đi học căn bản thì người ta sẽ dạy cho mình
này kia rồi, tam tùng tứ đức rồi đó. Này cây tông bonsai thì bây giờ mình đơn giản nó là cây hai thân, nó có cây tử dưới đây ha. Cái tử thì mình bà con mình làm đừng bự quá, cao cái tàn nhánh nó nhỏ thôi, đã tử nhỏ mà mình ví dụ cây nhỏ mà mình làm cái tàn dài quá nó không có đúng ha. Tử nhỏ thì cây nhỏ tàn nó phải nhỏ, cây này lớn thì tàn phải lớn. Cái ngọn này dài ra, đây cành gốc hình tam giác ha. Nó đơn giản là cây hai thân. Mà những người lớn tuổi thì người ta thấy eo eo gì người ta nói là nữ ha. Tại nói bàn gì về dáng cho nó sinh động thôi chứ đối với em nó cũng quan trọng mấy mà con mình. Này thật lắc. Tâm 20. Những người lớn tuổi thì người ta thích cái kêu bằng kiện thế đó. Còn cây này thì cây mẫu, cây này thì bà con mình thích thì có cái giá riêng tại nuôi lâu rồi. Nuôi nói 5 năm, hôm nay cho hơn 5 năm rồi. Mình đâu có bao đợt mà được những cái cây già gì. Đây là cái đợt thứ 2, thứ 3 gì của em nuôi những cây thành phẩm mà còn lại bé lớn vậy nè. Cái cành này cành nhỏ mà lúc mà sửa có xíu à. Mà nay bé lớn rồi anh chị em mình thấy rất là lâu. Già 86 nha. Cái này thì không có báo giá được ở đây ha. Nếu mà anh chị em mình có hỏi thì không có báo giá được ở đây. Chừng nào mà mình bán công khai mình sẽ đưa lên những cái thành phẩm này báo giá. Cái video trước thì chia sẻ phần kéo và dây rồi phân nha. Bà con mình có coi tới đây thì lục lại cái video trước. Tiếp theo là cây số 112 500 nghìn. Cây này thì tực lắc mà mình gọi là cái này lùng. Thì lùng thì mình gọi tực lắc lùng, còn này chơi phong cao mà phong tên nữa. Là cái cành ở trên á. Tức là người ta để cạnh tên. Ha. Cái đó là gọi để cho sinh động thôi, nếu mà anh em mình chơi lâu á thì người ta tự động người ta biết, người ta không có cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà mình bán kiển là mình phải nói cho người, số anh em mình mới chơi người ta biết người ta. Đây. Chi cành nó ngay điểm dương hết. Đối với dòng 86 nó không có thiếu chi nha anh chị em mình. Này 400 mà. À, bà con mình nghĩ là cái cây này á, thì nhiều khi nói 400 nó ngán nhưng mà gỡ cây kéo. Mình đóng thùng bà con mình ha, đóng cái thùng. Cái cây này cao lắm nha. Mặt hậu. À, em đo dưới đáy chậu là 1 gang nè, 2 gang, 3 gang là 6 tấc rồi. Cái thùng này phải thùng 82 mới đóng được. Ha. 400 nghìn mà cái tiền thùng đó là tên 50 tiền phí nữa. Nó khoảng 150 rồi. 150. Tiền phí cho an tâm đi rồi tiền thùng nữa thì 400 mà nó còn 250 à. Anh chị em mình thấy nó rẻ không? Cái giá cây bây giờ là bán như gì là rất là rẻ nha. Nhưng mà nếu mà sau cái video này thì bán được hay không bán được em cũng ngưng, không có quay nữa, không có quay cái bài 86 nữa. Mà tiếp tục để giao lưu cho anh chị mình những cái bài khác. 124 600. Cái này cái co này tự nhiên nha, cái co tự nhiên do tòng chứ không có ai mà chỉnh sửa mà lúc nhỏ đâu. Nè. Cành gớt đi thẳng thì nửa chơi thì cái này thì không có thể cắt bỏ tại em để chơi thôi, chỉ chơi cái ngọn đây, cái cành gớt xuống đây thôi. 124 này là đẹp nè, nó nhỏ nhưng mà nó cũng cao. 1 2, nếu tới đây là khoảng 6 tấc. Nhưng cây này thuộc dạng có duyên nha, 600 ngàn. Nếu mà sửa đào tạo khoảng 4-5 năm nữa thì những cái cây kia thì rất là bình thường mà nó cũng vẫn đẹp. Còn bông á thì nó già nó ra bông mà con mình ha. Mình coi ví dụ như thấy cái ra bông là mình thấy nó vui mắt vậy, chứ cây nào cũng vậy, cây nào cũng có khả năng ra bông hết. Cây này năm tâm 127 nè. Năm tâm mà bao ship. Thẹo ha. Này
này là keo Mỹ Tiến pha với Atonis kéo già. Cái cây mà nó kéo ra được hay không là do cái mình kỹ thuật mình nuôi đó, chứ không phải là do cái chất mà keo mình cắt mình gọt mình đục. Anh chị em mình thấy mỗi cái thẹo là ở đây người ta sẽ làm rất là kỹ ha. 500.000 tới tay bà con mình là rất là xứng đáng nha. Cây 128 cũng 500 luôn. Em quay xa á, quay gần nè. Cái này đúng ra là tỉa gọn lại anh chị em mình. Đây nè, cái này tỉa gọn nữa nè. Do bây giờ mình làm quay cho anh chị em mình thấy cái dáng này và tin tưởng cái định giá của em thôi. Không sao, bây giờ theo qua đợt này là bắt đầu em tiến hành em sửa, thì đợt sau thì không có giá này. 129 400. Cái lô này là nó mắc hơn mấy lô kia nha, nhưng mà tại vì cái nó đẹp mà. 130 là 550 à, cây này thì mình định bán 600 nhưng mà mình thấy nó hơi nhỏ mà nó có duyên lắm. Bao ship bà con mình 550 với tiền ship này kia thì nhà vườn nó cũng còn bao nhiêu đâu. Hôm qua có ông anh bạn tên khách hỏi ở An Giang hỏi mua 20 cây thì mình nói giá mình báo là 20.000 cây thì bà con mình mua 20 cây thì khó bớt lắm. Nó cho nên là không có lợi nhiều trên cây giống mà. Còn cây này thì cũng gác đánh sát giá cho anh chị em mình rồi. Nó cho nên là bà con mình cảm thấy ưng cây nào thì mình gọi cho em ha. Còn cái lô trước á, lô trước là những cái bầy này. Anh chị em mình coi mình lựa ha, trong cái chậu tái bần cắt chân nè. Chứ dòng 86 thì mấy này chưa có tỉa. Bông nó cũng đẹp nha. Bông đẹp chứ không có xấu đâu. Mình lấy cái ghế mình để mình chụp hình cho một con mình coi luôn. Rất là đẹp. Bông không xấu đâu. Và mình có nhiều cái hình ảnh bông nó gỗ lắm, tại cái này chưa có gỗ chi tàn nè. Ngày xưa cái cành này nó có xíu chi tàn. Thì vấn đề là mình nuôi tại vườn những cái cây này thì mình nuôi được, mình hướng dẫn kỹ thuật thì bà con mình có thể phần nào để mà an tâm. Tại vì nhiều khi cái nhà vườn á mà người ta không có nuôi được cây nào á, người ta chỉ mình thì mình có chỉ có trải nghiệm thôi ha. Trải nghiệm coi cái ông này nói đúng hay sai đó. Còn bây giờ thấy tước mặt rồi thì anh chị em mình có thể tham khảo nha. Đây những cái cây 86 em nuôi nè, nhiều cây chứ không phải một cây đâu, tại không đem vô thôi, nhiều cây lắm tàn. Chi tàn xả dây hết, đâu có vấn đề gì đâu ha. Rồi